Hay, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn pháp, pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu người lao động có được hưởng lương hưu và trợ cấp tai nạn lao động cùng lúc hay không. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì ông T đang tham gia bảo hiểm sòi bắt buộc và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 28 năm. Ngày 20 tháng 1 năm 2024 trên đường đi công tác, ông bị tai nạn giao thông. Sau khi điều trị ổn định, ngày 12 tháng 3 năm 2024, ông được giám định sức khỏe, kết quả suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động là 85%. Tháng 4 này, ông T có quyết định nghỉ hưu theo quy định thì ông có đồng thời được hưởng trợ cấp hưu trí và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng hay không? Luật an toàn vệ sinh lao động quy định chi tiết về chế độ tai nạn lao động dành cho người lao động bị tai nạn trong quá trình làm việc. Căn cứ vào điểm B khoảng 1 và khoảng 2 điều 45 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động về nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị tai nạn ngồi nơi làm việc hoặc ngồi giờ làm việc nếu hội đủ hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, là tai nạn xảy ra khi người lao động thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động, hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động. Và điều kiện thứ hai là sau khi tai nạn lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên. Theo khoản 1 điều 49 luật an toàn vệ sinh lao động, trong trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng. Bảo hiểm xã so hội Việt Nam cho biết, việc xác định người lao động bị tai nạn giao thông có phải là tai nạn lao động hay không thuộc trách nhiệm của đoàn điều tra tai nạn lao động. Trường hợp ông T bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác, nếu được đoàn điều tra tai nạn lao động kết luận là tai nạn lao động và hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì đủ điều kiện xem xét giải quyết chế độ tai nạn lao động. Như vậy với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là 85% thì ông T đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng. Theo Bảo hiểm xã so Việt Nam, khoảng 3 điều 49 luật an toàn vệ sinh lao động quy định việc tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng được thực hiện theo quy định tại điều 64 luật bảo hiểm xã hội. Theo đó điều 64 luật bảo hiểm xã so hội quy định người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã so hội hàng tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp trong ba trường hợp sau đây, trường hợp thứ nhất là người lao động xuất cảnh trái phép, trường hợp thứ hai là người lao động bị tòa án tuyên bố là đã mất tích và trường hợp thứ ba là có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động không đúng với quy định của pháp luật. Đối với trường hợp thứ ba, khi cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ ban hành quyết định chấm dứt hưởng. Do đó, trường hợp ông T đã được giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng và không thuộc 3 trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp như trên thì ông được hưởng đồng thời chế độ hưu trí và trợ cấp tai nạn lao động. Như vậy là kênh vừa trao đổi xong với mọi người thông tin về việc người lao động có được hưởng lương hưu và trợ cấp tai nạn lao động cùng lúc hay không. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hay những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với con nhé.